Hello, xin chào cả nhà. Cả nhà thường là mình sẽ chọn bữa sáng của mình như thế nào. Còn gia đình bạn nữa thì chọn cho mình biết là bữa sáng kháng thể nha. Và sau khi mình thức dậy thì mình sẽ dùng ngay một ly sữa kháng thể để bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết trong một ngày cho cơ thể mình. Và bạn nữa sẽ dùng nước lọc. Và mình chỉ cần là 150 ml nước lọc và cộng với 1,5 muỗng sữa alpha. Đây là một muỗng nè. Rồi mình thêm nửa muỗng nữa. Và anh ta biết là mình sẽ dùng tốt nhất vào buổi sáng và lúc bụng đói, cho nên là sau khi mình ngủ thức dậy, mình vệ sinh cá nhân xong thì mình sẽ dùng ngay một ly alpha. Và alpha rất là tiện lợi, cả nhà mình chỉ cần pha bằng nước suối, nước lọc hoặc là nước sôi để nguội. Rồi sau khi mình bỏ nước bỏ sữa vào ly xong, mình sẽ để nắp kính lại và mình lắc. Và cả nhà nhớ là không dùng muỗng khuấy nha, mình sẽ lắc mạnh như thế này, lắc theo chiều ứng. Mình sẽ lắc mạnh như thế này từ 1 phút rưỡi cho tới 2 phút nha. Mình thấy sữa nó sẽ tan đều và nó có độ sệt lại thì mình sẽ dùng ngay. Và anh Phanipit là sẽ dùng tốt nhất vào buổi sáng sớm lúc bụng trống, và khi mình uống vào thì sẽ giúp cho mình hấp thu hoàn toàn. Đây là một bữa sáng vô cùng tiện lợi nha cả nhà. Cả nhà hãy dành 2 phút mỗi ngày để mà mình lắc một ly sữa alpha để mà mình dùng. Và mình chỉ cần chuẩn bị một lon sữa alpha ở nhà thì tất cả mọi người, từ bé nhỏ, từ người trưởng thành cho đến người lớn tuổi đều dùng được. Và alpha lipid bổ sung hàm lượng kháng thể tự nhiên rất là cao, và thứ hai là canxi giúp lưu thông máu huyết, giảm truyền thần kinh, giúp xương chắc khỏe nè. Rồi đặc biệt hơn là còn có lợi khuẩn tiêu hóa hỗ trợ đường ruột và đầy đủ vitamin với chất cần thiết cho cơ thể mình. Thì sau khi đã lắc 2 phút rồi thì mình sẽ mở ra và mình uống ngay. Hey, mời cả nhà nha. Thế là bữa sáng của mọi người đã xong. Mình uống xong thì mình không có chén ly uống lại nha. Mà 30 phút sau mình mới ăn uống bình thường. Đó thì mình sẽ không uống nước ngay, mà 30 phút sau mình sẽ ăn uống bình thường để cho mình biết hấp thu hoàn toàn vào cơ thể mình. Rồi, cảm ơn cả nhà mình đã xem video của mình nữa nha. Chúc cả nhà mình luôn nhiều sức khỏe, và nhớ dùng alpha để biết mỗi ngày để mình có một cơ thể khỏe nhất để làm việc nha. Bye bye.